OnePlus sẽ ra mắt OnePlus 10 sau cùng, chỉ một tháng kể từ khi OnePlus 10 Pro ra mắt với tư cách là một chiếc flagship độc lập theo một báo cáo mới. Trong khi công ty trong quá khứ đã ra mắt cả hai điện thoại song song với nhau, họ đã chọn không làm như vậy trong năm nay, tạo ấn tượng rằng chúng ta sẽ không thấy OnePlus 10. Tuy nhiên, xem xét OnePlus mới không phải là bức tranh của sự hạn chế, một bản phát hành OnePlus 10 có nhiều khả năng hơn không? Theo một báo cáo từ Digit phối hợp với nhà dò dỉ đáng tin cậy Steve Hammerstorfer, được gọi là OnLeak, OnePlus 10 sẽ có hai biến thể riêng biệt tùy thuộc vào hệ thống trên chip SoC. Điện thoại thông minh được cho là sẽ được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1 hoặc MediaTek Dimensity 9000 SoC, có thể tùy thuộc vào khu vực. Có vẻ như OnePlus đang trong giai đoạn đầu thử nghiệm OnePlus 10 và họ chưa khóa biến thể chính xác sẽ được sản xuất hàng loạt. Đáng ngạc nhiên là OnePlus 10 được cho là có hỗ trợ tốc độ sạc nhanh hơn OnePlus 10 Pro. Biến thể Vanilla có thể nhận được sạc nhanh 150W để nhanh chóng làm đầy pin 4800mAh giống như OnePlus 8, OnePlus 10R được ra mắt tại Trung Quốc gần đây. Ngược lại, OnePlus 10 Pro đi kèm với hỗ trợ sạc nhanh 80W, được giới hạn ở 65W ở Mỹ. Theo báo cáo, OnePlus 10 sẽ có màn hình AMOLED 6.7 inch Full HD cộng với hỗ trợ tốc độ làm mới 120Hz. Nó có thể được ghép nối với 8GB hoặc 12GB RAM và có hai biến thể lưu trữ là 120GB và 256GB. Nó có khả năng chạy phiên bản Exynos 12 mới nhất dựa trên Android 12. Về mặt quang học, OnePlus 10 được cho là có thiết lập 3 camera phía sau, dẫn đầu bởi một camera chính 50 megapixel. Nó có thể có một camera siêu rộng 16MP và một ống kính macro 2MP. Ở mặt trước là camera selfie 32MP. Nó có khả năng bỏ lỡ tính năng ổn định hình ảnh quang học nhưng sẽ giữ nguyên hiệu chuẩn màu Hasselblad mà công ty đã quảng cáo trên các flagship của mình. Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, OnePlus được cho là sẽ loại bỏ thanh trượt cảnh báo mang tính biểu tượng khỏi hàng đầu của mình với OnePlus 10. Nó đã làm như vậy trên dòng No, nhưng chúng tôi rất buồn khi thấy nó cũng xuất hiện ở đây. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!